Miễn chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Thẩm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Vì sao nhiều người không mua bí đỏ dự trữ mùa mưa bão? Bác sĩ lên tiếng giải thích. Vì sao không chọn bí đỏ để tích trữ? Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi vừa qua, có nhiều người dân lo lắng cho nên đã tích trữ thực phẩm, nhất là các loại rau củ quả ở trong siêu thị hoặc trong chợ dân sinh, được mua với số lượng rất lớn. Tuy nhiên mới gần đây, hình ảnh tại một số siêu thị vừa qua cho thấy có nhiều loại rau được mọi người thu mua hết. Tuy nhiên, chỉ còn những miếng bí đỏ đã bổ sẵn ở trên kệ thì mọi người lại không thu mua. Việc những miếng bí đỏ cô đơn trên kệ như thế này đã khiến cho nhiều người đặt ra một nghi vấn lớn. Liệu rằng có phải bí nhiễm nhiều hóa chất cho nên nhiều người sợ, hay là bí có hại cho sức khỏe cho nên nhiều người không ăn hay không? Để đáp lại vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh là chuyên gia về công nghệ thực phẩm cho biết, lý do mọi người không chọn tích trữ bí là vì bí đã được bổ sẵn sẽ nhanh hỏng hơn là các loại củ, loại quả cỡ nhỏ. Ngoài ra, nếu mà mua vài miếng bí đã bổ sẵn về bảo quản trong tủ lạnh gia đình sẽ bị chật, không thể để được đồ khác, cho nên mọi người không mua nhiều. Tuy nhiên, mọi người có thể bảo quản bí đỏ ở tủ lạnh theo những cách như sau, vừa an toàn lại không mất nhiều diện tích. Cụ thể là sơ chế sạch đi, cắt miếng vừa ăn rồi cho vào túi zip hoặc là đựng túi thực phẩm cấp đông với mức nhiệt từ âm 8 đến âm 10 độ C. Khi dùng thì giã đông bằng cách cho bí vào ngăn mát để các phần bí bị đông cứng tan từ từ. Không nên giã đông bí đỏ bằng cách ngâm trong nước bởi vì chúng sẽ làm mất đi một số chất dinh dưỡng có trong nó. Với thông tin cho rằng bí đỏ có nguy cơ nhiễm hóa chất thì giáo sư tiến sĩ ông Thịnh cho rằng điều này là không chính xác. Ngược lại, quả bí lại còn an toàn hơn so với một số loại rau lá hay là quả ngắn ngày. Bởi vì quả bí trồng phải khá lâu mới được thu hoạch. Khi bí nó già rồi, lớp vỏ nó dày, cứng, thì đó chính là lớp bảo vệ tự nhiên khỏi ngấm vào hóa chất, sâu vào phần thịt, cũng như là tránh bị côn trùng tấn công, gây hỏng. Bí đỏ có nhiều lợi ích cho cơ thể. Xét về góc độ dinh dưỡng, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng là trưởng khoa khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn, Bệnh viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trong bí đỏ giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nếu như sử dụng đúng cách. Theo đó, bí đỏ đa dạng về dinh dưỡng hơn một số loại rau củ khác, chỉ mà chứa cả tinh bột, chất béo, protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất. Đặc biệt trong bí đỏ có chứa nhiều beta-carotene, một loại carotenoid mà cơ thể tổng hợp thành vitamin A. Bí đỏ giàu dinh dưỡng nhưng mà chứa lượng calo rất thấp. Trong thực tế, mỗi một chén bí đỏ, tức là một bát bí đỏ, sẽ chứa khoảng 50 calo và 94% là nước, nhiều chất xơ. Vì vậy nó là một thực phẩm rất tốt cho những người đang giảm cân. Bác sĩ Hưng cho biết, ngoài ra nó còn tốt cho mắt, giúp tăng cơ bắp, giúp da khỏe mạnh. Tuy nhiên bác sĩ Hưng cũng chỉ ra một số lưu ý khi chúng ta ăn bí đỏ. Đó là không nên ăn quá nhiều, sẽ gây ra tình trạng vàng lòng bàn tay, bàn chân do dư thừa hàm lượng beta-carotene. Ăn quá nhiều bí đỏ một lúc sẽ khiến hàm lượng chất xơ nạp vào quá nhiều, sẽ gây ra đầy bụng, rối loạn tiêu hóa. Nếu mà đang bị rối loạn tiêu hóa thì cần tránh, không nên ăn bí đỏ vì có thể gây ra đầy bụng. Các chuyên gia khuyến cáo rằng khi mà chọn bí đỏ nên quan sát, chọn quả có màu sắc tươi sáng, ấn vào cứng tay, quan sát xem xung quanh lớp vỏ bí, phần bỏ phải lành lặn, không bị sứt mẻ gì, không bị dập úng. Khi cầm lên phải có cảm giác nặng tay, có nghĩa là bí ngon. Nếu mà mua bí để dự trữ, không dùng ngay thì nên chọn những quả bí còn cuống, sẽ có thời hạn bảo quản lâu hơn. Đối với những miếng bí đỏ đã được cắt ra thành từng khúc, từng khía để bán, lưu ý mua những miếng có thịt vàng màu, tươi hoặc là vàng cam, ruột bí thì phải đặc,
vì đây thường là bí ngon, bí chất lượng. Nguyên tắc vàng: ăn uống, chế biến và bảo quản thực phẩm mùa mưa bão để bảo vệ sức khỏe gia đình. Trong điều kiện thời tiết mùa bão, việc chế biến hay ăn uống hàng ngày là rất quan trọng, vừa tránh ngộ độc thực phẩm, vừa bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Đảm bảo dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe mùa bão lũ. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, có nhiều địa phương đã có mưa lớn từ rạng sáng hôm trước đến tận hôm nay mới hết. Dự báo trong ngày mùng 7 và ngày mùng 8, mưa kèm theo sẽ liên tục diễn ra trên diện rộng, diễn biến vô cùng phức tạp. Do vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là chất lượng bữa ăn, không để ảnh hưởng sức khỏe quan trọng. Theo khuyến cáo của Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế, bão lụt và các thay đổi bất thường về thời tiết là điều kiện thuận lợi cho thực phẩm dễ bị ô nhiễm vi sinh vật. Thêm đó, lượng thực phẩm gặp thời tiết mưa ẩm sẽ dễ bị ôi, thiêu, mốc, hỏng, sinh ra độc tố, gây ra ngộ độc thực phẩm. Vì thế mà việc bảo quản hoặc tích trữ thực phẩm trong những ngày mưa bão cần phải hết sức chú ý. Cục An toàn Thực phẩm cũng lưu ý người dân không chế biến thực phẩm trực tiếp trong môi trường bị ngập lụt, bảo vệ khu vực bếp và thực phẩm tránh khỏi các loại côn trùng, sâu bọ và các loại động vật khác. Không sử dụng các loại thực phẩm đóng hộp bị ngâm trong nước, hoen rỉ, ngấm nước, bùn. Không sử dụng thực phẩm từ các nguồn động vật bị chết do mưa gây ra. Ngoài ra, về vấn đề bảo quản và chế biến, việc đảm bảo dinh dưỡng cũng rất quan trọng để nâng cao sức đề kháng, phòng chống bệnh tật trong và sau bão lũ. Theo khuyến cáo của ngành y tế, dù điều kiện bão lũ của người dân phải đảm bảo một số nguyên tắc ăn uống như sau. Ăn thì phải ăn no để có đủ năng lượng. Việc có đủ thực phẩm để ăn no trong các vùng lũ lụt là điều khó. Tuy nhiên, có thể sử dụng nhiều loại thực phẩm trong nhóm lương thực và các sản phẩm chế biến từ nhóm này như là gạo, mì, ngô, khoai sắn, mì tôm, bánh đa khô để có được bữa ăn no. Ăn đủ chất dinh dưỡng. Có đủ đại diện của 4 nhóm thực phẩm bao gồm có đường bột, ợt cơm, bún, mì, miến hay là bánh mì. Chất béo có mỡ động vật, dầu ăn, các loại hạt chứa nhiều dầu. Protein có trong thịt, cá, trứng, sữa. Vitamin và các khoáng chất có trong rau xanh và quả chín. Tiếp đến là phải ăn đa dạng, nên phối hợp nhiều loại thực phẩm trong điều kiện, nên phối hợp từ 10 đến 15 loại, bao gồm đại diện của 4 nhóm trên. Ăn uống thì tiết kiệm, người nấu ăn cần biết chọn thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng, phối hợp đa dạng thực phẩm, tính toán, nấu sao cho sát, không để dư thừa. Nên ăn 3 bữa ăn trong một ngày. Cố ăn 3 bữa trong ngày, sáng, trưa và tối. 10 nguyên tắc vàng trong chọn và chế biến thực phẩm. 1. Cố gắng lựa chọn thực phẩm tươi, giữ nguyên trạng thái tự nhiên. Dùng sản phẩm đóng gói sẵn thì phải có ghi dãn nhãn đầy đủ nội dung, còn hạn sử dụng. Không sử dụng các loại thực phẩm khô đã bị mốc. Thứ hai là dùng nước sạch an toàn để chế biến thức ăn, đồ uống và sử dụng cụ. Dùng nước đã đun sôi để nguội để uống. Bình đựng nước phải sạch, bằng vật liệu chuyên dùng chứa đựng thực phẩm. Thứ ba là sử dụng các đồ dùng nấu nướng ăn uống sạch, không để dụng cụ bẩn qua đêm. Dụng cụ chế biến phải riêng, bột sống, đồ chín. Bát đĩa phải được rửa sạch ngay sau khi ăn, úp vào chạn có giã đỡ khô, cao ráo, tránh bụi. Chuẩn bị thực phẩm sạch, nấu chín kỹ. Không sử dụng thực phẩm có côn trùng, bùn đất bám dính. Rửa bằng nước sạch trước khi sử dụng. Nấu chín kỹ thực phẩm, đun sôi nước uống. 5. Ăn khi thức ăn vừa nấu chín xong. Đối với các thực phẩm không cần nấu chín như là chuối, cam, dưa, những loại quả khác, cần phải ăn ngay khi vừa bóc vỏ hay cắt ra. 6. Bảo quản cẩn thận thức ăn khi đã nấu chín và đun kỹ lại thức ăn cũ trước khi ăn. Thức ăn cần được chạy lại, tránh bụi, ruồi nhặng hay là xâm nhập của côn trùng, gặm nhấm và những động vật khác. Không bảo quản thức ăn dễ bị ôi thiêu như là các loại rau, các loại canh, trứng đã chế biến. 7. Giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt, rửa tay bằng xà phòng, nước sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không có dùng tay múc thức ăn, cắt móng tay sạt, ngắn. Nếu có vết thương ở tay, phải băng kín bằng vật liệu, không thấm nước. Không chế biến thực phẩm
hoặc là phục vụ ăn uống khi mà đang đau bụng, ỉa chảy, sốt, nôn, nhiễm khuẩn hoặc là các bệnh lây truyền khác. 8. Giữ gìn vệ sinh ăn uống, chế biến thực phẩm. 9. Sử dụng các vật liệu bao gói thực phẩm sạch sẽ, thích hợp. Không có dùng lá bẩn, giấy viết cũ, sách báo, giấy in hay là túi ni lông tái sinh, có màu để gói thức ăn chín. Vật liệu bao gói thực phẩm phải giữ sạch, không có mùi vị, màu sắc lạ thường và không thôi ra các chất gây độc vào thực phẩm. 10. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các vị ngộ độc và thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh ngay lập tức.